cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phấn đấu khởi công 5 dự án giao thông lớn với tổng mức đầu tư khoảng 11.150 tỷ đồng vào cuối năm. Theo đó, năm dự án gồm dự án cầu đường sắt Cẩm Lý km 24 134, tuyến đường sắt kép Hạ Long có tổng chiều dài tuyến hơn 3.200 m, quy mô đầu tư xây dựng đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 796 tỷ đồng. Dự án chợ mới Bắc Cạn với tuyến chính dài khoảng 28 km, quy mô đầu tư gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4 km, được đầu tư với quy mô 2 lần xe, bề rộng nền đường 12 m, tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng. Dự án đầu tư tuyến nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ có tổng chiều dài tuyến gần 3 km, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng một số cầu hầm trên quốc lộ 1 với việc mở rộng 3 cầu, Dương Giang, Cầu Danh, Cầu Quán Hầu với hầm đều ngang, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ Mai Sơn, thực hiện mở rộng hai làn xe, bên trái đường hiện hữu, bề rộng nền đường mở rộng 15,25m, đảm bảo quy mô hoàn thiện 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m và bổ sung đơn nguyên cầu phía trái tuyến với 4 cầu. Tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 8 dự án gồm 7 dự án đường bộ, 1 dự án đường sắt và hoàn thành 7 dự án gồm 6 dự án đường bộ, 1 dự án hàng hải. Theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030 cả nước sẽ có 30 cảng hàng không. Ngày 7 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cả nước sẽ có 30 cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối chính ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở giai đoạn này, cả nước sẽ có thêm 6 sân bay dân dụng mới, gồm sân bay Long Thành, Lai Châu, Sapa, Nà Sản, Quảng Trị, Phan Thiết. Hai sân bay quân sự là sân bay Biên Hòa và sân bay Thành Sơn cũng được quy hoạch thành cảng hàng không quốc nội để khai thác lưỡng dụng. Sân bay Long Thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trong quy hoạch phát triển và lập dự án đầu tư từ năm 1997. Sau hơn 20 năm, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, dự án mới chính thức khởi công giai đoạn 1. Dự án này được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ đô la Mỹ, chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có mức đầu tư hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ. Sau khi được xây dựng, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, sân bay Long Thành sẽ có công suất 25 triệu hành khách trên năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm với một đường cất hạ cánh tại khu vực phía Bắc. Sân bay Quảng Trị Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và liên danh nhà đầu tư TNT Sienco 4 đã khởi công dự án cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Sân bay Quảng Trị được xây dựng tại các xã Do Quang, Do Hải và Do Mai, huyện Do Linh với diện tích hơn 265 ha. Dự án đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C đáp ứng nhu cầu khai thác 5 triệu hành khách mỗi năm và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Dự kiến thời gian hoàn thành là 50 năm, bao gồm 24 tháng chuẩn bị và xây dựng và 47 năm, 2 tháng vận hành, thu phí. Dự án dự kiến sẽ đi vào khai thác vào tháng 7 năm 2026. Sân bay Phan Thiết Sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng được Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch vào năm 2013 với diện tích 543 ha tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và đã được khởi công từ tháng 1 năm 2015. Vào đầu tháng 8 năm nay, hạng mục sân bay quân sự đã được quân chủng phòng không không quân đưa vào khai thác. Đối với hạng mục hàng không dân dụng, theo hợp đồng BOT, công ty cổ phần dạng đông, chủ đầu tư ban đầu cũng đã tổ chức thi công một số hạng mục. Hiện dự án đang trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư do quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư đã thay đổi so với quy hoạch ban đầu. Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định đầu tư dự án Cảng hàng không Sapa theo hình thức đối tác công tư PPP tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với diện tích 371 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 6.948 tỷ đồng. Dự án giai đoạn 1 dự kiến sẽ đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C với công suất 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng để đạt công suất 3 triệu hành khách mỗi năm. Dự án đã động thổ vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 và cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 295,2 ha. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể khởi công xây dựng do hai lần mời thầu nhưng không nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư. Sân bay Nà Sản, Sân bay Nà Sản được xây dựng từ năm 1950 tại tỉnh Sơn La và đã ngừng hoạt động vào năm 2004 do đường cất hạ cánh xuống cấp. Theo quy hoạch, sân bay sẽ được xây dựng lại với tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C có công suất 1 triệu hành khách mỗi năm và định hướng đến năm 2050 là 2 triệu hành khách mỗi năm. Tổng mức đầu tư dự án là 3.046 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đến năm 2030 cần 2.586 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức PPP và giao tỉnh chủ trì thực hiện. Ngày 12 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch cảng hàng không nà sản dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Sân bay Lai Châu Ngày 12 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch cảng hàng không Lai Châu trong giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050, theo quy hoạch sân bay Lai Châu sẽ là cảng hàng không quốc nội với quy mô cấp 3C, công suất thiết kế đạt 500.000 hành khách mỗi năm, định hướng đến năm 2050, công suất sẽ tăng lên 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Dự án có diện tích sử dụng đất là 117,09 ha và vị trí xây dựng được quy hoạch tại thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 8.000 tỷ đồng. Sân bay Biên Hòa và sân bay Thành Sơn Sân bay Biên Hòa và sân bay Thành Sơn là hai sân bay quân sự tại các tỉnh Đồng Nai và Ninh Thuận. Theo quy hoạch, cả hai sân bay này sẽ được phát triển thành cảng hàng không quốc nội để khai thác lưỡng dụng. Sân bay Thành Sơn hiện là cảng hàng không cấp 4C với hai đường cất hạ cánh rộng lần lượt 31m và 23m, dài hơn 3km. Dự kiến sân bay này sẽ có công suất phục vụ 1,5 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030. Ngày 30 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cảng hàng không Biên Hòa thời kỳ 2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội sắp có thêm tuyến đường mới dài 2,5 km với 4 làn xe. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã phê duyệt phương án tuyến đường dọc Đê Hữu Hồng thuộc dự án nâng cấp tuyến Đê Hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Theo phê duyệt tuyến đường đi qua các xã phường, đường Lâm Phú Thịnh lê lợi với chiều dài tuyến khoảng 2,5 km, điểm đầu tại nút giao với đường Vành Đai 5, đầu cầu Vĩnh Thịnh, điểm cuối tại nút giao với phố Lê Lợi. Hướng tuyến xác định trên cơ sở quy hoạch chung thị xã Sơn Tây, lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030, các đồ án quy hoạch phân khu đô thị phường Lê Lợi và Phú Thịnh được duyệt. Theo quy hoạch, tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng 21m, gồm lòng đường 4 làn xe, giải phân cách giữa rộng 1,5m, vỉa hè phía nam rộng 3m, phần còn lại khoảng 2,5m để bố trí các giải an toàn và lề đường. Đoạn qua khu dân cư hiện trạng thiết kế hai lòng đường, chênh cốt để đảm bảo tiếp cận giao thông trực tiếp êm thuận các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch được tổ chức nút giao bằng nút giao với đường vành đai 5 tại cầu Vĩnh Thịnh được nghiên cứu và thực hiện theo dự án riêng. Chỉ giới đường đỏ các nút giao với các đường ngang quy hoạch thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được bổ sung xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường và dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang hoặc nút giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, thị xã Sơn Tây đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Quyền Phùng Hưng với tổng mức đầu tư 522 tỷ đồng, công trình dài khoảng 2,2 km đi qua địa phận phường Trung Hưng, phường Quang Trung và xã Đường Lâm. Điểm đầu tuyến tại nút giao ngã ba đường Nguyễn Thái Học và đường Phan Chu Trinh, điểm cuối tuyến giao với đường tránh quốc lộ 32. Quy mô dự án mặt đường rộng 45 m, trên tuyến có cầu qua sông Tích với quy mô mặt cắt ngang 38 m, có hệ thống Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026, tạo mạng lưới giao thông thông suốt, góp thêm thế mạnh cho thị xã Sơn Tây để phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch.